8 giờ sáng có 8 giờ tối. Không chưa? Không có ngày nghỉ nào. Không có ngày nghỉ. Chào cô ạ. Dạ. Ui nó này đẹp này. Trông xinh nhỉ. Chào cô. Chào cơm. Cuối cô bán rau gì đấy cô? Cải dưa cơm, ba mũ cải dưa, đây cải dưa đấy. Cô bán bao nhiêu nghìn một cân hả cô? 25 ngàn tiền Việt. Cho trả bằng tiền Việt có được không cô? Được con. Được. Đó đang chậm tiền Việt không? Nhưng mà kiểu cô ở đây bao nhiêu lâu rồi? Cô ở 12 năm. Cô sang đây có chung nào kiểu... có thấy ổn không? Cuộc sống có được không? Nói chung là cũng bình thường thôi. Ở đây là kiểu tiếng làm thì có tiền mà không làm thì đói. Nó kiểu một tuần là cô là bao nhiêu tiếng là cô là phải làm việc để có được? 8 giờ sáng có 8 giờ tối. 8 giờ đến 8 giờ tối. Được chưa? Hàng ngày. Không chưa? Hàng ngày. Không có ngày nghỉ nào? Không có ngày nghỉ. Không có ngày nào mà cô có thể đi du lịch hay là đi chơi à? Không. Cô có được bao nhiêu đứa con? Cô được 2 cháu. Hai cháu thì một cháu gái cũng ổn, một cháu trai thì vừa bị mất. Chưa xin phép, chưa xin phép. Là chưa, cô phải nuôi hai đứa cháu nhỏ. Con vừa mất, vì là 2-3 năm, 3 năm. Cháu, thật là cháu... Không phải gì con, không phải gì. Không biết là cô hay coi cháu đến hiểu. Đời nó nữa. Có thể là cháu sinh ra bên Đức nhưng mà cháu cũng nhiều cũng luôn nhớ đến quê hương ấy. Còn cháu chúc cô rất nhiều thành công nhá, và cô chúc cô được bán rất nhiều hàng để cô có thể kiếm được rất nhiều tiền nhá. Cảm ơn cô. Cô lấy thứ cho con. Cô còn nhớ quê hương không? Có chứ. Nhớ chứ, nhớ nhiều với con. Cô có muốn gửi lời gì đến các cháu, đến gia đình ở Việt Nam không? Thì gửi nhiều lắm cô, chứ cô muốn gửi lời ngoan, học giỏi. Cảm ơn cô nhiều, cháu xin phép ôm cô một lần được không?